Chúng tôi Nam Hương xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, vào ngày 13 tháng 5 năm 2017, nhân ngày lễ mẹ, Hội Phụ Nữ New South Wales đã tổ chức bữa tiệc kỷ niệm 10 năm đặc san diễn đàn phụ nữ. Suốt 34 năm sinh hoạt, từ ngày được thành lập vào năm 1983, thì Hội Phụ Nữ chúng tôi cũng có những bước thăng trầm và không bao giờ chúng tôi lại không có những cái sự hỗ trợ đặc biệt của quý vị xa gần. Là chúng tôi cảm thấy Hội Phụ Nữ cũng giống như tất cả một số thành viên trong hội, cũng giống như là một bà mẹ của cộng đồng, của ban chấp hành chúng tôi, vì họ đã hỗ trợ cho chúng tôi trong rất là nhiều lĩnh vực. Xin quý vị, Happy Birthday to Hội Phụ Nữ Việt Nam. Hip hip! Hooray! Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Cái câu rất là quan trọng. Vì căn nhà mà trơ trẹo, không có người đàn bà để xây tổ ấm thì rất là lạnh lẽo. Trong cái sự hạnh phúc của gia đình, người phụ nữ là người chánh, là cốt truyện của trong gia đình. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ nói như đông lúa chiều xì dào, tiếng ru bên đêm chẳng tà soi bóng mẹ. Như quý vị cũng đã biết, cái diễn đàn phụ nữ của chúng ta đã được 10 năm, kỷ niệm 10 năm. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và chúc tất cả quý vị có một đêm được an vui và đầy ý nghĩa. Và hôm nay, Hội Phụ Nữ rất là hân hạnh được giới thiệu Hội Cổ Nhạc Hoài Hương và rất mong rằng là Hội Cổ Nhạc Hoài Hương sẽ tiếp tục đóng góp những màn ca cổ như thế này rất là quý báu trong những cái buổi tiệc của cộng đồng, của các hội đoàn sẽ tổ chức. Cái sổ, cái đặc san diễn đàn phụ nữ này ra đời đã 10 năm rồi. Ngày hôm nay là sinh nhật 10 năm, kỷ niệm 10 năm. Nhưng mà trước đây là những người làm chủ nhiệm với chủ bút là chị Trần Huỳnh Anh và chị Đặng Kim Ngọc. Còn chị mới cộng tác khoảng chừng 6 năm thôi. Mà chị làm chủ bút là chị Đặng Kim Ngọc là đề nghị chị làm chủ bút. Cho nên chị thật ra không có chuyên môn, chị chỉ là cô giáo thôi. Nhưng mà chị thấy cái ngành này nó cũng có vẻ là giống như cô giáo được, cho nên chị nhận nó mà thôi. Nam Hương tường trình từ nhà hàng Liberty Bentown xin kính chào quý vị khán giả.